nào đầu tiên thấy có bạn khăn mỏng bà vì bà bạc khăn mình tên món á nè buồn đi cứ sờ mò đập hôm đi đôi giấy chân cứ tha ở dương mơ đôi nơi Italy xong bây ta cụ bè lòng rộp bọt nè vì là cả nạ tha bàn thạc cụ thân nạ tè trơ tà lục châu lấy nâng ngay cả ca bà bò rư ca tà chua bà tò mình nạ chừng ngứ nâng vì mình là ca nông ca chlông mà bê nè cả bàn tè trơ tà châu lưu bàn thôi á sầm nang có sầm nang ta mình sầm nang có chlong ta được thôi á cà pê với cà pê ta dương mơ độc cơ không được hàng chân nó bàn có quạt cà pê được kia nơi ta quạt ai chơi nâng ngay dương sông mà đong tiết nát bề mặt bây giờ này lấy dương mình can like ban này bạn dương like được non page ở ABC Cambodia bề mặt bây giờ chui xe mà nẹt mũi tới phù sầm rap phải sa hạt ba sầm lại bật mạnh đại ban bắt đầu sầm khăn tẹt tơ từ đường rừng covid đầm bốn đi phù sầm lại like ở toàn chập tít á ở toàn chập ấy toàn chập ấy sao này tăng pì sao làm mau thưa cam bị thi mau phẩm bốn à lấy mau đập mũi châu lằng pì mau chật pì mau bay mau nghỉ nơi ta toàn chập tít của đây nên cứ chỉ được để cái đại ứng chẳng cứ sầm rạp tì mùi nắp bộ cá chụp được mấy nó cứ chụp group pet chừng buồn rơi nè buồn rơi nè buồn rơi nè thằng group pet phải chặt thằng bay láng sầm mò đập hôm cái đại ứng sầm mò đập hôm cái đại ứng nên cứ láng cà pia láng chia ba nè để quạt bàn chlóng covid đầm buồn rứa còn nè đại cầm bông thể thật nên không cá sang say chẳng phải sao hạt bao sầm lại xem xem để bàn lược láng bạn nó cứ tì mùi nó nâng ngày tập bóng kì đẹp tập thay hướng nè chlo cứ đầm buồn bàn nâng ngày đạp đẹp tập thay nâng ngày áp đẹp tập bóng nâng cứ nè chlo nâng cứ lá ứng chấm nún cay sập bay nè cay sập bay nè cay sập bay nè lại đào đào cay sập bay nè buộc bật máy nhớ đôi chụp pin nè tập thay tiết chun chết bà rang tờ tết chun chết bà rang nó nâng ngày buồn lưỡi nghị máy nâng cứ buồn nè tờ tết lưỡi nghị máy nâng buồn nè chân tuổi lệ nâng cứ nơi tông chật lo cay sập sau mình đang cài mui cài mui hay thật mình pi bị sầm đặt và thay mình tính cứ ba lần đó cài bay nâng ngày chẳng cứ đã xa sầm khăn sầm khăn rồi bắt sầm đặt để ban lược lao sầm ráp đâm phanh nhau từ đó bong pha ôn bởi chia bồi rót rồi bao dương tệ tơ từ nâng cả nào máy nâng cả theo tôm sọc phía hay nâng pi mui mấy nhẹ dài sầm khăn đầy gì từ can pet mấy nhẹ mà xong một đồng tiền mới cái nhà tấy trả ca châu rum sầm đập hôm và giật cho mùi nâng covid đập bầm bún khóc cả thưa sầm kềm để kê ban đăng clap bị tì tang sệt rồi nâng ngày tại ca và giật cho mùi nâng covid đập bầm bún kê mình ban đăng tha viên ở tina đầu tê chỉ xét sẩm lại ban thay anh tha trường ngữ không biết đáp bảo bốn nó cứ chia bảy sai ất sầm màu ba nâng ngay ở đâu nào khai ở miền đông miền tây thấy chưa nó trong bập mồng cứ chia bảy sai ất sầm màu tai bị mũi mánh nhẹ để sau lá chập bà rắm để cầm khang nghe bà dương để lược láng bằng giấy để sẩm lại ban miền bắc sang nè tẹt tơ từ đường cạn đạp tê nè nó anh nâng mắt mới xong một ba mới miền sa lè ba cặp bông tai bị chà nè nó nâng ngày tẹt tơn từ nâng rương cá đạ bờ tê nâng ngày khang sầm đá chân sai cặp bông ta bờ chân nè chụp cá đạ bờ tê cam bờ chia nước không bờ tê không kia mẹ sao nát cặp bông nâng ngày sầm đá có miếng bờ sa tha sầm có miếng bờ sa tha cặp bông bờ chia là tu thay bờ mạc sắt đầm bay đạ bờ tê không phim miền à son ba nó pù tẹt tơn từ nâng rương covid đạ bầm buồn bông bông bờ dương bàn ơi bông bông bờ dương cổ mờ sa à lấy cứ sau la đừng giờ tu được lấy sầm đá bờ tê ở râu ai bong ôn bảo dương ban mơ mà mình tít tha ta bờ tây ở rộp này cá chlong nó cứ đo cùng mặt na hơi hai ấy ban chỉ kê miền cá hơi khai khăng mày đôi nơi Italy đôi ấy chấm nôn này sáp á ắt cào mà rồi tê cứ rồi chưa rồi ngay sẽ tạt rồi cả bầm mũi bờ rồi chẳng hậu anh đi chấm nôn này cá sáp hay là nó cứ cho đo Espan thiệt cho đo Espan nhá Espan từ bong lái cứ Espan từ bong đại bạc cá trên bật nó đôi chỉ bật tì cong bún này để sau này thọ giờ mình chỉ bật tì cong bún hay bật sả xanh xanh cái đại tài mà vật đại chủng mũi ca ở Italy đại thôn thôn hai hai kia đó bàn tay đôi giả lớn nó cứ Italy ấy nó cứ sệt Italy Espan nó cứ sệt bật tay giờ mòn sệt bật tay giờ mòn để sang tay chủng mũi này ca cho nó cứ miền ca họ láng hơi chỉ phải xét cứ slap chân chẳng tua là lấy niệm bề mật bờ dương sầm rạp tua lấy nè để quạt ban chlong miền à sảnh nhà bầu nó cứ miền đây thanh nè chlong thay nó nè chlong thay hay là thằng ăn nó cứ kê tàu ta thằng ăn chẳng sầm rạp bờ tây để chlong thì bờ tây để snow cứ bờ chân bờ dây bị chân cứ chân ăn vậy thà kê ok ấy kê chụp chơi pro chân là lấy cứ kê bạc bạc ti krong u han nè ngay kê bạc bạc vinh ngay miền đây thà để sáng kê cột cờ ban chẳng pet ấy sành sành đài máu chia ban nó co tập lập từ vinh đài co tập lập từ vinh đôi khi anh chẳng á na kê chụp chơi đứa chúng tôi đập ngay chiếng á đã admin rơ khơi nhà chúng tôi ngay sao mỏng á ban admin rơ khơi tay chân địa tu rồi lấy chứ bóng ôn bởi dương sầm rạp bản đa bờ tê đai cầm bông tay ở miền ca chlong đại cầm bông tại miền ca phụ đội bờ rắm đi cứ chấn cứ nhẹ chlong ơi ai thắt tấn cứ nơi bầm bay mơn mà pon mà rơi chất sập bụi nè bà chân nhẹ chlong mẹ admin tay tu lấy cứ sâu bóng nó khơi nhà cái này cái đã tha xây cái new case nâng nghe tao ghé à nó cứ ở miền nhẹ chlong tê hay nhẹ slap tay bay pon pi rơi chất sập bờ nhẹ tê nâng ngay nâng slap nó cứ tu lấy cha tay châu đó Italy bên bóng ôn Italy cứ chấm nuôn láng từ đó bà mùi bón bà buôn rơi bà mùi mơn bà buôn bón mà rơi chất từ bà mùi nè hay nè chlong thăm mây bà bón pi rơi sai bà buôn tay nè slap bà bông bà nè slap chân chương chấm nốt cần đà bà chân đạch mình để thật chân chân pi chân đại từ bón u han đại tu từ bầu á chân cứ chân chương chân đạch từ đó bà mùi bón bay rơi bà phải nè anh đi kia sờ bờ tê đại chlong khang khang á hay châu mà đó à mà
đại Amrit nâng đại sau làm mưa bỏ miền đại khang bờ tây thái châu đối chiếu mà đại phục lục châu á kẹp chia co thả đi chơi toàn đăng hay từng tuổi tuổi dương trăm ột mưa bỏ miền ở nơi tham vị chẳng mạch tiền nát đối chiếu Amrit kẹp chia co kẹt đại tục thả Amrit nâng khai từ chiếu bờ tây tp dưới tất bản toa với Italy cái thả Amrit đừng chòng khang hay miền này khắp hay ai lơ chương chân tiền nâng tại dương ở toàn đăng tham mà chơi snow cả đà nâng ngay khai thả snow cả đà bản toa bị chân á bản toa với Italy thì đó cứ nâng lang tới Amrit vinh tại giờ toàn đăng tham mà chứ anh đi chương trình mưa đi phục còn này chỉ cáp chia co bảo kê tham đăng tham đôi mình đôi cho nên giờ đăng tham chỉ mấy chứ mình ta lấy Amrit lang đo lịch bay hết na nâng ngay Amrit cứ lang đo lịch bay vậy chẳng cứ Amrit cứ lang đo pramen bay pon pi đây học sập nè nó cứ hay nè chọn tham ấy nó cứ bấm buôn pon pram đây mà pay bấm mui hay nè slap cứ nơi chỉ lo bấm mui đấy bắt sập bấm buôn nè nó cứ đây Amrit hay lo Espanh nè Espanh nè Espanh cứ mà sao mình mà pay buôn máu cứ slap pram đây nè chieng sa hai mình tên nó bằng ôn pram rồi này chieng à lấy cứ bật cắt cho mũi Italy mong Espanh nhớ đi cứ bật tên để nó kĩ này với Espanh nhớ Italy chắc này tao ở thế nó kĩ này á nó ngành chẳng cứ Espanh cứ nè chlong cứ là hậu tao đọc bay mơn và buôn pon và bay đây bắt pram nè nè chlong tham ấy buôn pon và bay đây sai sẽ và buôn nè slap pi pon và bay đây và bay nè chẳng nè slap có tràn được này ắt chăn chân này nó như tên này bật cắt chân mầm tí chứ na đây chân đây bật tên thằng bốn á na hay nè bật to má Alamang Alamang cứ nè chlong của tràn đó cứ bay mơn pi pon và mua đây bắt sập và buôn nè hay nè chlong tham ấy cứ bay mơn và buôn pon sam sập nè ở sông tô bay pon và mua đây sam sập nè hay nè slap mua đây ha sập và buôn nè nó hay bật to mới tiết cứ ở Iran, Iran đi bật tết đại bật cất cho mũi Italy tập bông, thà lấy Iran cứ thật nó không chỉ nạp nặng lấy mũi, bạn là ngay, cứ nẹt chlong sờ róc cứ pi mơn buôn pon mà mấy đây đã bụi nẹt, nẹt chlong tham mây, anh ấy cứ sờ nơi chlong thiệt đó, à toàn bạn đây nó cứ đơn miên nẹt chlong tham mây để cái tầm bờ khơi nó cứ mập pon bẩm bờ đây học sập pi nẹt, nẹt slap mập pon bẩm muôn rơi sam sập bùn nẹt, nó hay nâng lấy bẩm bờ, ra ghế, lấy bờ bà răng. Bà răng cứ pi po áp pi mơn pi pon bay rồi buôn nè hay nè chlong tham mây ní chlong tham mây tràn mập ồn cả bớt mưa tuổi lấy chlong tham mây á nè chlong tham mây nè đại dương phải nhạt nè à chlong tham mây nữa cứ pi pon buôn rồi sai sập bầy nè hay nè slap mà pon rồi nè nên nè bà răng đi sập bớt tê khăng á mập ồn hay bà to mới tiết cứ Switzerland bạn Switzerland nó cứ nẹt chlong sờ rộng nó cứ bấm buôn pon bấm bay đây chất sờ bấm bơ nẹt tai nẹt chlong thay bằng pon mới tuổi lấy chlong thay mà pon 8 pì nẹt slap mà đây mà pay pì nãy nẹt slap mà đây mà pay pì và to mà tiết cứ cái này tao bông cứ cướp cơ đơn ban còn ba ơi cái này tao bông cứ lấy sao ai ơi cái nào bên đấy hết á cứ mình thang ca cướp cơ đơn bảo kê cứ chập ban châu đào khai cầm đặt bơi thang ok ban bả đá bả đai cái này tao bông cứ sờ rộng bấm buôn pon sam sờ bấm bơ nẹt tai nè chlong thay tại chất sập bụi nè nè ngay nè slap ở đây mà pay hay bà to má chụp nạp lịch đập anh ấy tra ghế lịch đập ở UK nắng ở Anh Lê tra ghế ấy ôi cay nữa ô sông tô ôi cay nhá thì ôi nè ngay sông tô bà nè ngay cứ ôi cay nó cứ bầm bay pon chất sập bầm pel nè hay nâng nè chlong thay cứ mà pon buôn rơi mà pay pel nè slap buôn rơi mà pay pi nè nó hay nâng bà to tiệt nâng cứ Netherlands tra ghế Netherlands nó cứ nẹt chlong cứ pram pon pram rồi học sập nẹt nẹt chlong thay bẩm bay rồi đã mùi nẹt chẳng nẹt slap pi rồi chất tập bẩm mùi nẹt bà nâng ngay hay bà to mà tiệt nó cứ ở New Zealand rồi New Zealand bà to mà tiệt cứ Australia ấy cái anh nó ấy cái Netherlands ấy bà to ấy anh luôn Netherlands nâng ngay hay bà to mà tiệt cứ Australia cứ nẹt chlong pram pon pi rồi pram tập bay nẹt nẹt chlong thay bẩm bay rồi bẩm mùi nẹt nẹt slap mà thay bẩm bay bà tọp máu bà tê sấy cái anh ấy anh rui thế bấy sấy began anh đang buôn po ăn pi rồi học sập bà buôn nè nè chlong thay pram rồi mà pay bà buôn nè slap rồi mà pay pi nè hay Norway bà nè chlong cứ pi sập nè cứ pi po ăn bà bay rồi học sập bay nè mấy nâng ăn lề tê nâng ngay mà nhìn thằng ăn lề đấy UK nâng ngay UK nâng ăn lề bà nâng ngay Norway cứ sập cứ pi rồi chlong thay pi rồi sam sập bà bay nè slap đập pi hay bà tọp máu cứ Canada ở Canada sờ róc pi pon bẩm bờ đây cay sờ pi nè nè chlong thay bẩm bờ đây mùi nè anh nâng cứ nè sập mà phay bẩm mùi hay nâng pon tới cal nè chlong sờ róc cứ pi pon bay đây học sờ pi nè chlong thay bay đây pi nè nó hay nâng nè sập cứ sam sờ bay nè anh ấy cứ sầm rập bờ tê khang nó bông ôn bờ tê đại cầm bông tại cái hai thà chlong thông đại cầm bông tại miền cam phù đồ bà rắm hay đại kê cầm bông tại đạ cam phù đồ bà rắm khang chiến kê nâng cứ bờ tê nơi khang bay ở róc bờ tê nơi khang khang bay ở róc đại chấm nôn này ca họ chlong nó cứ chlong khang mình tên bông pha ôn nó chlong khang mình tên hơi mưa chụp nụ này ca slap á vậy tới là lấy cứ cả lục muốn ta Italy gì
តែឥឡូវហ្នឹងគឺចូលដល់អេស្ប៉ាញចៃចូលដល់អេស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញសប្បាញ់ហ្នឹងគឺ24ម៉ោង500អ្នកជាងច្រើនណាស់500អ្នកជើងអូចំនួននេះច្រើនមែនតើណាបងប្អូនមិនមែនលេងសើចទេណាមួយថ្ងៃបើថ្ងៃដែលមានអ្នកឆ្លងហើយស្លាប់ចូលដល់100ប៉ុណ្ណឹងពាក់ពាក់កដាអានេះគេហៅថាពាក់កដាពាន់ណាចៃពាក់កដាពាន់អ្នកអញ្ចឹងយើងសម័យរូបភាពមើលទៅថាចាំម៉េចវិញអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអឺយើងនៅតែអូបេហ្គាំងនឹងបេសិកណោះអូអរគុណច្រើនណោះប្រិមិត្តបងយើងដែលគាត់បានខមមិនណោះពួកខ្ញុំមិនចេះទេអង់គ្លេសណាបងប្អូនយើងអើយបាទអីគេអូនៅថៃឡែនហ្នឹងហូឡង់ណាអូយអរគុណច្រើនដល់ប្រិមិត្ត ABC ណាដែលគាត់បានចូលរួមហ្នឹងហើយដែលគាត់បានចូលរួមខមមិនប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសឈ្មោះអីហ្នឹងច្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបាញ់ប្រទេសមិញហ្នឹងគឺសិតតែប្រទេសខៅថាប្រទេសថប់ចៃណាប្រទេសថប់ដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងហ្នឹងគឺច្រើនច្រើនហើយនៅតកអ្នកឆ្លងគឺច្រើនហើយនៅមានការកើនឡើងទៀតហើយបើសិនជាយើងងាកឥឡូវនេះការឆ្លងឡើងដល់ដូចជា190ជាងប្រទេសហ្នឹងណាដែលមើលថៃសមិញអាប់ដេតសមិញនេះនេះដែលមើលថៃអាប់ដេតសមិញហើយគេមានដាក់តួលេខអាយុទៀតនៅថៃណាចាំបន្តិចបងប្អូនបើយើងគឺឡើងដល់ជាង190ជាងប្រទេសហើយ190ជាងប្រទេសហើយសម្រាប់ការឆ្លងហ្នឹងយើងដឹងថាប្រទេសលូពិភពលោកយើងដែលដឹងមកខ្ទង់តែ190ជាងនឹង200នឹងទេយើងអត់បានដឹងច្រើនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំបន្តិចតួលេខដែលខាងប្រទេសថៃគេបានសរុបសមិញហ្នឹងគេសរុបហ្នឹងគេសរុបថា top 10នេះមានន័យថាប្រទេសដែលខ្លាំងហ្នឹងដែលឆ្លងខ្លាំង10ប្រទេសហើយថៃនៅលេខរៀងទី3ជាង3គុតនិង3ម៉ាននេះចាំមើលតិចសិនណាប្រទេសជាង190ហើយ3ក៏ច្រើនដែរច្រើនច្រើននេះប្រទេសថៃគឺប្រទេសដែលជាប់យើងហ្នឹងមកណាប្រិមត្តរបស់យើងនេះឆ្លងសរុបទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងគឺបណ្ដាប្រទេសដែលឆ្លងគឺចូលដល់196ប្រទេសចូលដល់191ប្រទេសណាទូទាំងពិភពលោកគឺ191ប្រទេសហើយប្រទេសថៃគឺចូលប្រទេសថៃនៅចំណាត់ថ្នាក់30ដែលគេអាប់ដេតសម្រាប់តែថៃថ្ងៃនេះដូចអត់ប្រកាសអ្នកឆ្លងប៉ុន្មានអ្នកទៀតទេនៅគេប៉ុន្តែសរុបដឹងតាមម្សិលមិញហ្នឹងគឺថៃឡើងដល់827អ្នកស្លាប់4ជាបាជា57មកសារមិញហ្នឹងណាចឹងតួលេខទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺចំនួននៃការឆ្លងសរុបបើទូទាំងពិភពលោកមកដែលគេសរុបមកសារមិញតែថ្ងៃនេះទីអត់ទាន់ដឹងមិនខ្ចីណាគឺវា 382,567 នាក់អានេះទូទាំងពិភពលោកហើយគេបូកសរុបតាំងពីកម្រិតអត្រាអាយុនេះយើងនិយាយមើលពីអាយុនេះក្រាហ្វិកអាយុណាដែលថាមានការឆ្លងអីអីផ្សេងផ្សេងនេះអាយុដែលចន្លោះដែលឆ្លងនៅខាងប្រទេសថៃដែលគេបោកសរុបម្សិលមិញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដែលគេមានការបោកសរុបបន្ថែមតាំងពីម្សិលមិញហើយតាំងអ្នកដែលឆ្លងកន្លងមកនេះអាយុដែលមានផ្ទុកជាប់នេះអាយុប្រហែលប៉ុន្មានខ្ទង់ចន្លោះអាយុយុវវ័យខ្ទង់ចន្លោះពី22ទៅចៃអូសំទោសនោះពី30ទៅ39បាទមានចន្លោះអាយុ10ឆ្នាំ 1.9% ចៃបាទ10ទៅ19 1.33 ហើយ30ទៅ3922.45ហើយនឹងមាន40ទៅ49ហ្នឹងគឺ14.15% ហើយ50ទៅ59 10.3% ហើយនឹង60ទៅ69 7.2ហើយនឹង70អានេះគឺ 3.5 3.57 បាទ 3.67 ណោះហ្នឹងហើយនេះគឺតួលេខដែលគេបានសរុបម្សិលមិញណាបងប្អូនរបស់យើងតោះមកឥឡូវសុំមួយទៀតណោះត្រាសសិជាក៏ខមមិនថាថៃចេញហើយ107កណីថៃហ៎មើលសុំឆែកមើលបន្តិចសិនអត់ទាន់ឃើញនឹងអត់ទាន់ឃើញឆែកបងប្អូនលោកគាត់ឆែកមើលតាមផេកអីផ្សេងអីចឹងណានិយាយទៅគឺថៃដូចគ្នាបងប្អូនរបស់យើងដែលថៃដែលគេចេញច្បាប់ដែលគេចេញច្បាប់មកហើយដែលមានការតឹងរឹងខ្លាំងហើយដែលគេចេញមកមិនមែនជាការគំរាមទេណាតែពាក្យមួយថានៅផ្ទះជួយជាតិដូចពាក្យអង់គ្លេសអីគេ I stay at home និង I stay home for អីចឹងទៅហ្នឹងហើយដើម្បីលុបបំបាត់នៅជំងឺដើម្បីអីហើយបើសិនជាថៃមានការឆ្លងកាន់តែកើតឡើងទៀតចូលបងប្អូនគិតមើលទៅប្រទេសយើងដែលនៅជាប់នេះណាប្រទេសយើងដែលនៅជាប់នេះគិតមិញអូថៃចាញ់ហើយនេះបងប្អូនថៃចាញ់មកហើយណាគឺ107នាក់អញ្ចឹងសរុបគឺឡើងរហូតទៅដល់934នាក់អូយជិត1000ណាហ្នឹងហើយចៃ860គត់ហើយរក្សាព្យាបាលជាហ្នឹងគឺ70នាក់ហើយនឹងស្លាប់ហ្នឹងគឺ4នាក់អូយរយរាល់ថ្ងៃច្រើនណាចៃរយរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមួយថ្ងៃ100ជើងតែតួលេខនេះនឹងតាមថ្ងៃម្សិលមិញដែលថាតាម106ហ្នឹងអានឹងអាប់ដេតតែពេលព្រឹកទេតែនៅពេលមានថ្ងៃទៀតនៅពេលថ្ងៃរកឃើញតាមខែរហូត2-3នាក់រហូតអានេះរកឃើញរហូតអញ្ចឹងអានេះគឺតួលេខដែលគេសរុបហ្នឹងគឺ107តែចាំមើលពេលថ្ងៃបន្តទៀតនោះចៃនៅតាមខែបន្តទៀតអូយអញ្ចឹងអានេះបានជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភមែនតើក៏ពិតដោយលោកគ្រូនិយាយតាំងពីរឿងរូបភាពដែលយើងឃើញថាថៃបិទក្រុងបិទអីបិទកន្លែងការងារឲ្យនៅផ្ទះប៉ុន្តែដល់ពេលបិទហើយសួរមានអ្នកណានៅផ្ទះអត់ហ្នឹងហើយទៅស្រុកទៅផ្ទះបាត់ហើយសម្រុកចេញទៅវិញអស់ហើយបាត់ហើយសម្រុកចេញទៅវិញអស់លេងដែរកន្លែងហ្នឹងគឺជាហានិភ័យខ្ពស់មែនតើចៃហានិភ័យខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នៅថៃគេបង្កើតពាក្យថាជិះឃើញអ្នកក្រុងថេបរត់និយាយមែនណាឃើញអ្នកចេញពីក្រុងថេបរត់គុំនៅចិត្តឲ្យសោះមែនគេរើសអាងទេ
ទោះបីជាជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងក៏ដោយគឺត្រូវការពារហើយអ្នកឯងត្រូវនៅដាក់ដាច់ឲ្យដាច់ដាច់ឲ្យឡែកអីគេតែឡែករយៈពេល14ថ្ងៃសុំទោសគេមានពាក្យមួយស្រឡាញ់គ្រួសារកុំទៅផ្ទះចៃតែបើនឹកផ្ទះត្រូវទៅកាក់ខ្លួនឯង14ថ្ងៃតែបើអ្នកនៅខេតឃើញអ្នកបាងកកអត់កាក់ខ្លួនទេរត់អានេះគេមិនរើសអើងគេមិននេះណារត់ហ្មងគឺវាយពាក្យរត់ចាញ់ហ្មងមកហ្មងហ៎អឺវាយពាក្យរត់ហ្មងចៃដោយការដបងដបងដែលថៃគេប្រកាសរឿងពលករថៃទៅធ្វើការនៅកូរ៉េហ៎ខុសច្បាប់ហ៎ហ្នឹងហ៎ជើង 5,000 នេះហ៎ឃើញទៅហូបនៅហាងណាប៉ណ្ដឹងកន្លែងហ្នឹងអានេះមិនមែនរើសអើងទេណាបើយើងស្ដាប់មកយើងថារើសអើងតែថៃនិយាយចឹងហ្មងឃើញទៅហូបនៅហាងណាប៉ណ្ដឹងនៅហាងហ្នឹងហ្មងប៉ណ្ដឹងឲ្យសងទៀតចៃពួកខ្លាចជាប់ថាតើការពីគេត្រូវការពីមិនហាងគេមិនត្រូវបិទឲ្យថោះថាអ្នកឯងជាប់មិនត្រូវហាងគេបិទចៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងដូចអ្នកមកពីបាងកកឃើញរត់ឃើញរត់ហ្មងឃើញរត់ហ្មងមិនបាច់ធ្វើអីរត់កុំនៅចិត្តឲ្យសោះចៃព្រោះខ្លាចឆ្លងណោះអើយដល់អញ្ចឹងគឺកាន់តែបារម្ភខ្លាំងមែនទែនជាប់មានប្រសាសន៍សម្ដេចអីបន្ថែមទៀតទេមានអីទៀតទេដាក់មកមកទ្រូងទៀតមកដឹងតែពីសំខាន់សំខាន់ទី1ហ្នឹងគឺបើសិនជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅមានការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចថានឹងសិក្សាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺប្រទេសប្រកាសអាសន្នប្រទេសប្រកាសអាសន្នហើយនឹងមានអីទៀតទេមានអីទៀតមួយទៀតហ្នឹងសានក៏គាត់មានបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានលុបចោលសាលាកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ហ្មងចាគឺកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានលុបចោលហើយកំពុងតែទៀតរឿងនេះកំពុងតែបណ្ណតាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងត្រូវនៅចុងឆ្នាំនេះដដែលឬក៏ត្រូវលើកពេលកំពុងពិចារណាទីនេះដែរកំពុងពិចារណាទៀតហ្នឹងហើយរឿងម៉េចអពុនិយាយមែនណាអត់ដែរឃើញសម្ដេចថ្លែងថ្លែងព័ត៌មានយូរអញ្ចឹងតែនេះយូរមែនតែនប្រិមិត្តរបស់យើងតាំងពីព្រឹកមកតឥឡូវតោះមួយទៀតណាចាមួយទៀតនេះមួយទៀតដែលសម្ដេចមានប្រកាសកំពុងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើការរឹបអូសនិងឈានដល់ការបិទអសត់ឋានណាដែលលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃអានេះគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រើហ្មងអានេះគឺចង់និយាយថាវាជាបញ្ហាមួយនេះប្រិមិត្តរបស់យើងនេះដែលសឡាពាក់ម៉ាស់កម៉ានេះខ្ញុំនិយាយមែនតើខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទិញម៉ាស់ពាក់មែនចៃអមមានលទ្ធភាពទិញម៉ាស់ពាក់មែនបងប្អូនមកយើងមកប្រអប់$22មិនបាច់ថាតែបងប្អូនទេតែខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំមានលទ្ធភាពទិញពាក់ទេអឺគិតមើលទៅដល់តម្លៃឡើង$22ណោះម៉ាស់មកប្រអប់ចៃ$22ណាតោះឥឡូវសុំមួយទៀតណាមួយទៀតខ្មែរក្រតែខ្មែរមានគុណធម៌បរទេសកើតកូវីដ19លើទឹកដីយើងចាញ់លុយព្យាបាលឲ្យខុសត្រូវពីប្រទេសវៀតណាមបាទប្រទេសវៀតណាមគឺចេញច្បាប់មកនេះគឺច្បាប់នេះគឺយូរហើយថៃវៀតណាមដែលចេញមកថាបើជនបរទេសបើសិនជាឈឺនៅលើទឹកដីវៀតណាមគឺអត់នេះហើយណាចៃអត់មើលទេអត់មើលទេណានឹងហើយបងប្អូនរបស់យើងនេះគឺអាចចូលមើលបន្ថែមទៅបងប្អូនរបស់យើងគឺជាចំណេះដឹងព្រោះដោយសារតែសម្ដេចគឺកំពុងតែ live នៅក្នុង page របស់សម្ដេចផ្ទាល់តែម្ដងណាមែនអត់ដែរឃើញសម្ដេច live យូរចឹងទេចៃនេះគឺ live យូរមែនតើណាបងប្អូនរបស់យើងតាំងពីម៉ោងប្រហែលតាំងម៉ោង8ជាងហីនឹងហើយយូរហើយតាំងពីខ្ញុំចូលធ្វើការខ្ញុំចូលម៉ោង8ហើយចាប់តាំងមានការ live តាំងព្រឹកហ្នឹងហើយគឺតាំងពីព្រឹកគឺ live មករហូតនេះនេះយើងមើលទីទឹកមុខរបស់សម្ដេចក៏ដូចជាការនិយាយស្ដីគឺការព្រួយបារម្ភអានេះគឺការប្រួយបារម្ភអំពីគេហៅថាសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជាតិរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងមូលហ្មងណាបងប្អូនរបស់យើងចឹងយើងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគឺសមរភូមិនេះបើសង្គ្រាមអានេះគេហៅថាគឺមានការកែនតបគឺមានការកែនអីឬក៏រើសអ្នកណាគ្រប់អាយុមិនគ្រប់អាយុអីចឹងណាតែបើសម្រាប់សមរភូមិមួយនេះគឺទាំងអស់ចៃត្រូវការការចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនរបស់យើងគឺប៉ែតអានេះគឺគាត់ជាបេសកកម្មជួមមុខដែលគាត់ងាយប្រឈមមែនទែននេះដូចបងប៉ែតនៅខាងមន្ទីរប៉ែតចេះជំនះដែលប្រពន្ធរបស់គាត់មកផ្ទះសាលាដែលគាត់មករត់ទិញ spray ថ្ងៃមុនណានិយាយទៅប្តីរបស់គាត់តាំងពីមានកូវីដមកខែជើងអត់ដែរទៅផ្ទះណាអត់មកខែជើងអត់ដែរទៅផ្ទះសោះចៃអត់ដែរជួបមុខប្រពន្ធកូនទេមកខែជើងហើយអានេះគឺប៉ែតចៃគាត់មកខែជើងអត់ដែរទៅផ្ទះហ្មងចៃយើងគិតមើលទៅបងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងនេះមិនធម្មតាមិនលេងសើចទេណាចឹងបានថាអ្នកដែលគាត់នៅសមរភូមិក្រៅឥឡូវសួរថាប្របាស្អីយើងនៅតែផ្ទះហ្នឹងចៃហើយចុះប៉ែតគាត់នៅប៉ែតនោះគាត់មានបានគេយណាហើយដូចជាឃើញរូបភាពអ្នកគ្រូប៉ែតមួយនៅមន្ទីរប៉ែតរុស្ស៊ីនេះគាត់ទំតែប៉ែតឧបករណ៍នៅមួយថ្ងៃផងទៅមើលនេះឃើញស្នាមទ្រុតច្រមុះឲ្យមុខរបស់គាត់ហើយបើយើងមើលឃើញរូបភាពដូចនៅប៉ែតអ៊ីតាលីអីហ៎សឹងថាមុខរបស់គាត់សម្លាក់ហ្នឹងសម្លាក់មួយជីវិតហ្មងវាកែអត់បានមកវាទ្រុតហ្មងបងប្អូនវាទ្រុតទៅវាជួមវាខូចខ្លាំងមែនតើពូត្រូវពាក់រហូតអញ្ចឹងយើងខនថានៅផ្ទះសោះយើងធ្ងោប្របាស្អីសួរអាម៉ាក់យើងខណៈពេលនេះកន្លែងដែលធ្វើយើងមានសន្តិភាពផុតគឺនៅមកកន្លែងហ្នឹងឯងគឺនៅមកកន្លែងដូចឧទាហរណ៍ថាទៅពលករដែលគាត់នៅថៃអញ្ចឹងថាពេលគេផ្អាកទៅគឺស្វាតមកផ្ទះមកស្រុកហ្នឹងខណៈហ្នឹងគឺនៅមកកន្លែងសន្តិភាពបំផុតត្រូវហើយយើងដឹងថាកន្លងពេលយើងចេញពីផ្ទះឬក៏រើអីវ៉ាន់ពីកន្ទប់ជួលចេញមកឯងធ្វើការមកហ្នឹងឯងឆ្លងអត់ពីកន្ទប់ជួលមកកន្លែងបេឡ
ឡានពីបេឡានមកច្រកច្រកព្រំដែនឆ្លងមកផ្ទះយើងកន្លែងណាខ្លះដែលអាចឲ្យយើងឆ្លងបានឬបានស្រាប់ក៏យើងអត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយគណៈហ្នឹងនៅមកកន្លែងសន្តិភាពបំផុតមកបាទតោះមានសារមួយទៀតណាពូលីនមកពីខាងសម្ដេចដែលគាត់បានថ្លែងកោតសរសើរនិងអរគុណដល់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនិងអាជីវកម្មដែលបានចូលរួមសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ហើយនឹងមួយទៀតដែលសម្ដេចគាត់មានមោទនភាពអានេះលើការសម្ញាចិត្តរបស់គាត់សាលាពួកគាត់បានយកនិស្សិតខ្មែរដែលនៅទីក្រុង Wuhan នៅប្រទេសចិនត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយអត់ទេកន្លែងហ្នឹងសរសើរមែនតើកន្លែងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពមែនគឺគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ថៃក៏យកនិស្សិតមកវិញទៅអស់គឺគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយមានតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឯងដែលយើងអត់ទទួលនិស្សិតពីអ៊ូហានហ្នឹងមកវិញហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺសម្ដេចបានទៅផ្ទាល់ទៀតអញ្ជើញទៅផ្ទាល់ទៅជួបជាមួយនឹងស៊ីជីងពីងផ្ទាល់ទៀតណាហ្នឹងហើយថាប្តីរបស់ប្រទេសចិនហ្មងហើយមួយទៀតគឺគាត់ប្រាប់ថារហូតមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺមិនមាននិស្សិតខ្មែរណាម្នាក់ដែលនៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺរងគ្រោះដោយ COVID-19 ទេចា៎បាទបាទហើយតែពួកយើងទេអ្នកត្រូវភ័យបារម្ភហើយពួកគាត់លែងភ័យឯងពួកចិនគ្រប់គ្រងបានហ្មងបាទឥឡូវយើងចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងទៅបងប្អូនរបស់យើងណាយើងចូលរួមថែរក្សាការពារនៅតែផ្ទះទៅណាមានពាក្យមួយទៀតមកបង្ហើយមកមកដែលតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការអបឋមរបស់សប្បុរសជនសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 នឹងគឺមានទឹកប្រាក់នឹងគឺ7 9លានដុល្លារហើយអូយតឹមប្រមាណថ្ងៃនេះតើ9លានដុល្លារអូច្រើនណាស់ណាអូនៅអរគុណចាស់មែនទែនព្រោះឃើញខាងលោកអុកញ៉ាខាងអាដាមលោកជំទាវអីចូលច្រើនណាស់ហើយទាំងខាងបបបកកសហការនីអានេះគឺច្រើនមែនទែនណាអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាប់មួយផ្លែតសិនណាប្រិមិត្តរបស់យើងអីគេបាទនឹងព្រះមហាក្សត្រទៀតបាទអរគុណច្រើនមកសម្រាប់សិនអាលោកទៀតមកចា៎សម្ដេចហ៊ុនសែនបានចេញលុយឲ្យប៉ៅខ្លួនគាត់ស្ទើរ500ដុល្លារក្នុងម្នាក់ប្រចាំខែឲ្យទៅកម្មនិស្សិតខ្មែរនៅចិនណាបាទបាទហ្នឹងហើយអូខាន500ដុល្លារបាទតោះអរគុណឥឡូវយើងសុំសម្រាប់មួយផ្លែតសិនណាប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានអីបន្តបន្តនៃការជួបនៅតែតេតើមកបានហើយត្រូវការកបង់តិចនៅប្រិទ្ធផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខយើងមានសេវាកម្មដែលជញ្ជូនដល់គេឋានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញណាបាទយើងមានស្មៅសមុទ្រលាត្រៃផល្លាបាទហើយនឹងទឹកញើលីខ្ជាយប្រិមិត្តញ៉ាំពីរនឹងទៅដើម្បីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យរឹងមាំបាទចែកលៀនសម្អាតដៃមេរោគក៏យើងមានដែរ5 15ដុល្លារមានសេវាកម្មដឹកឲ្យហើយនៅសបូដុនតា10ដុំ 50,000 ណាបាទចែកលោកអ្នកត្រូវការតិចអាចទៅមកបានចែកលេខទូរស័ព្ទបងសិលា010 4994 4994 4994និងលេខចំណា081 3413 081 3413សុខភាពមានតែក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដោយទារកនិងកុមារតូចៗ ទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសសម្រាប់ជនធម្មជាតិស្គាល់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ត្រួតត្រារាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹករ៉ៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកំណប់ទ្រាប់នៃទឹករ៉ៃធម្មជាតិនៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluent Confluent ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជំរើសគ្រប់ម៉ូដប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1មកសាំងតាកូ Frank Bebe ជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721ថ្នាំដុសថ្មីម៉ូជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីថ្មីឈាមតាមបញ្ចាញថ្មីរាគស៊ីថ្មីឈឺថ្មីធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មីសរបែបធម្មជាតិ012 81 66 71 070 85 50 80ឱកាសផ្សងសំណាងមកដល់